Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là thần tình yêu có lời gì muốn nói với bạn. Điều đầu tiên mình thấy là thần tình yêu muốn nói với bạn là có vẻ trước đây bạn là một người sống khá là tình cảm, nhưng mà cũng vì như vậy mà bạn cũng trải nhiều tổn thương trong các mối quan hệ. Và vì thế, lời khuyên hiện giờ cho bạn thì bạn nên sử dụng lý trí của mình. Không phải là quá lý trí, nhưng mà phải biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Đừng quá phụ thuộc vào cảm xúc của mình, vì như vậy sẽ khiến cho bạn rất là dễ tổn thương. Và trong thời gian này thì bạn cần tập trung vào bản thân của mình. Khi mà bạn thực sự biết giá trị của bản thân của mình thì bạn sẽ gặp được một người trân trọng bạn như cái cách mà bạn yêu quý và trân trọng bản thân của mình.